Đi trên game có thêm dự án nào về về game mới không hả? Thì bây giờ vẫn đang tuyển Gen 2 đó mọi người. Nếu mà tuyển được một bạn rồi á thì sẽ lo cho bạn nó debut là vậy á. Nhưng mà thời gian debut chắc là còn khá lâu á, mọi người hãy cố gắng chờ nha. Yuka nghĩ là bạn mới sẽ rất là dễ thương á, nhưng mà không biết là em có ngoan không nữa. Lỡ em kiểu bố đời sao không sợ quá à, ngồi em cũng lao lên đầu Yuka ngồi. Sợ thì sợ. Jenna chắc là Loli. Loli thì chắc chắn phải là con vợ ngon nghẻ của Yuka rồi. Chúng ta cần Beton. Đúng, đúng vậy. Beton. Loli rules the world. Loli rules the world. Beton. Trời ơi, tưởng tượng mà đến lúc mà em đi bio mà là em mà lời Loli thì có cho tao ngốc xỉu mấy ngày quá. Đau tim. Ôi mà có My Loli. Thì chắc chắn là Jenna sẽ là vợ Yuka mà sợ quá. Lỡ mấy mẹ toàn giang hồ chợ búa không sao. Hai chịu nổi trời. Đến lúc đó chắc phải xài biện pháp mạnh để trị đúng không? Chúng ta phải xài tới gây thần. あの日の悲しみさえあの日の苦しみさえ